Xin chào anh em, mình là Duy View và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Laptop AZ. Và năm 2020 là năm đánh dấu sự trở lại rất là mạnh mẽ của những chiếc laptop gaming đến từ Lenovo. Và chiếc Lenovo Legion 5 đây là một sản phẩm rất hot và rất nhiều anh em săn đón tại thời điểm hiện tại. Thậm chí là bây giờ không thể sản xuất kịp để bán hàng cho anh em nữa luôn. Nhưng cuối cùng trên tay mình đây là hai chiếc laptop Lenovo Legion 5. Một chiếc máy sử dụng là phiên bản Intel và một chiếc máy sử dụng phiên bản là AMD. Và với mức chênh lệch vào khoảng 1 đến 2 triệu đồng, thậm chí là 3 triệu đồng tùy vào thời điểm làm video nhé, thì không biết đâu sẽ là chiếc máy phù hợp hơn và đâu sẽ là một sự lựa chọn mà thông minh hơn tại thời điểm hiện tại. Thì như cái tiêu đề của video này, anh em sẽ lựa chọn hiệu năng của CPU Ryzen hay là thương hiệu đã có từ lâu đời của CPU Intel. Thì trong video này hãy cùng mình đi tìm ra câu trả lời cho hai mẫu máy này nhé. Và anh em hoàn toàn có thể tham khảo hai mẫu máy này tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Ở trong video này thì mình sẽ so sánh hai chiếc máy này ở ba cái khía cạnh. Đầu tiên là cấu hình của hai chiếc máy này, thứ hai là về khả năng nâng cấp và thứ ba là các yếu tố còn lại. Thì cái yếu tố đầu tiên mình muốn đi vào đầu tiên luôn là cái phần quan trọng nhất là cấu hình. Mình đã sắm ở đây hai chiếc máy, một chiếc máy sử dụng GTX 1650 Ti và đều là 16GB. Nhưng hai chiếc máy này có mỗi CPU là một chiếc là CPU i5 10300H và một chiếc là Ryzen 5 4600H. Hai CPU này thì mình đã làm video so sánh rồi khá là chi tiết, anh em hoàn toàn có thể tham khảo trên kênh của Laptop AZ nhá. Và để so sánh được hai CPU này và hiệu năng của hai CPU này ra sao, hay là biệt biệt là hai chiếc máy này có hiệu năng chênh lệch như nào, thì đỡ tác vụ đầu tiên là tác vụ chơi game. Thì mình sẽ test qua hai tựa game đầu tiên là Shadow of Tomb Raider và World War Z, vì hai tựa game này có sẵn chỉnh benchmark trong game luôn để đảm bảo sự công bằng nhất. Thì mình còn cài cả driver cả đồ họa y hệt nhau nữa, update BIOS mới nhất của cả hai máy để giúp cho đây là bản so sánh công bằng nhất. Và anh em hãy theo dõi ngay sau đây nhá. Let's go.
Và sau khi anh em có thể thấy kết quả của cả tựa game Shadow Tomb Raider và World War Z thì có một sự chênh lệch hơi nhẹ nhẹ. World War Z là một tựa game được tối ưu rất tốt cho những CPU AMD, thế nên cái sự vượt trội rõ ràng là chúng ta không thể chối bỏ được. Nhưng với Shadow Tomb Raider thì cái sự chênh lệch này chỉ khoảng đến 2 đến 3 FPS trung bình thôi. Nhưng thật là bất ngờ thay khi mà CPU Ryzen nó lại làm CPU mạnh hơn ở trong bài test này. Và mình nghĩ là với anh em chơi game hiện tại, vừa để tiết kiệm chi phí mà vừa để có hiệu năng tốt nhất thì chắc chắn là chọn CPU Ryzen đang là một sự chọn vô cùng hợp lý luôn. Quá ngon. Nhưng có một điểm anh em cần quan tâm với này này là về tác vụ làm đồ họa thì sao? Với đồ họa cơ bản nhất và cũng là phổ thông nhất hiện nay thì mình thấy là nếu anh em làm với đồ họa bằng Adobe Premiere Pro, bằng chỉnh sửa video thì mình đã thử qua hai chiếc máy này cùng với cả phần mềm Adobe Premiere Pro phiên bản 14.3 được hỗ trợ tất cả những cái gì phần cứng tốt nhất hiện nay. Thì ở hai chiếc máy này mình preview footage 4K trên cùng một project nhá, nó đều mượt và rất ít drop. Lý do chính là tại vì hai chiếc máy này đều có 16GB RAM thay vì 8GB RAM như bình thường. Thế nên là mình làm review hay mình làm cái gì nó cũng rất là mượt mà, nó ít khi drop frame rất là nhiều. Và mình nghĩ để so sánh hai chiếc máy này trong công việc tác vụ làm đồ họa của Adobe Premiere Pro thì mình nghĩ là khó có sự khác biệt. Nhưng cái sự khác biệt chính nó lại nằm ở công nghệ. Khi mà Intel QuickSync là một công nghệ mà giúp cho chúng ta render video nhanh hơn, nếu mà chúng ta tắt Intel QuickSync đi thì hoàn toàn là CPU Ryzen sẽ có chiếm được ưu thế hơn vì có nhiều nhân và nhiều luồng hơn. Nhưng một điểm quan trọng là Intel QuickSync lẽ là ném cho video có chất lượng nó giảm đi một chút, nhưng mà render sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với cả Adobe Premiere Pro. Ok, và đó là về tác vụ làm đồ họa. Thì mình nghĩ là nếu anh em thích cái công nghệ Intel QuickSync này thì phiên bản Intel khoảng 2 triệu chênh lệch mình nghĩ vẫn sẽ là một sự lựa chọn hợp lý. Và đó là về so sánh về cấu hình. Về nhiệt độ của máy trong quá trình chạy nặng thì như anh em đã thấy trên footage vì game, mình đã benchmark với game, thì mình thấy là nhiệt độ của hai chiếc máy này khá là khó để so sánh. Lúc thì nó mát, lúc thì nó lại nóng, nên là mình sẽ để cho anh em tự nhận xét chiếc máy nào có tản nhiệt mát hơn. Tại vì hệ thống tản nhiệt của hai chiếc máy này gần như tương đương nhau. Và nói đến hệ thống tản nhiệt thì mình muốn đi sâu vào bên trong của hai chiếc máy này để xem khả năng nâng cấp của hai chiếc máy này ra sao. Để đặc biệt đây là mình đều có để ý là hai chiếc máy này đều có 2 khe RAM, nâng cấp tối đa là khoảng 32GB. Và điều đặc biệt ở đây là phiên bản Intel thì lại không hỗ trợ bus RAM là 3200 mà chỉ nhận 2933 ở trong Task Manager, trong khi phiên bản Ryzen thì được hỗ trợ đầy đủ. Lý do chính là tại vì chipset của mainboard của phiên bản Ryzen thì đã hỗ trợ rồi, còn phiên bản Intel thì lại chưa hỗ trợ. Đây là một điểm rất là đáng tiếc và cũng là một cái lý do nho nhỏ khiến cho hiệu năng của CPU Ryzen lại chiếm như thế một chút so với cả phiên bản Intel. Thứ hai là về những khả năng nâng cấp về bộ nhớ thì mình vẫn thấy là đầy đủ hai khe M2 NVMe và một khe 2.5 để anh em nâng cấp HDD hoặc là SSD, cùng với đó là một khe cạc Wi-Fi nữa. Thế nói chung là về khả năng nâng cấp thì mình nghĩ là một điểm nhỉnh hơn lợi thế một chút so với phiên bản của AMD nhá. Tổng kết thì mình muốn so sánh về những cái yếu tố còn lại trên hai phiên bản này thì câu trả lời cho những cái như là về ngoại hình, về tản nhiệt, về bàn phím, về cổng kết nối thì mình thấy là hai chiếc máy này gần như không khác gì nhau cả. Mặc dù là phiên bản Intel thì thường sẽ có lợi thế là họ sẽ trang bị những phiên bản có Thunderbolt 3, nhưng mà rất tiếc chiếc máy này thì lại không có USB Thunderbolt 3 mà chỉ là USB-C bình thường thôi. Còn phiên bản AMD thì cũng tương tự như vậy. Thế nên là về cổng kết nối hay những cái yếu tố bên ngoài của chiếc máy này thì gần như là y hệt so với cả hai phiên bản này. Hai phiên bản này đều được làm từ nhựa này, hoàn thiện thì được làm mịn này, màn hình chúng ta có viền màn hình mỏng này, webcam thì đầy đủ, micro không thiếu một cái gì cả. Nói chung là về những cái yếu tố bên ngoài thì gần như không khác biệt gì. Yếu tố duy nhất khác biệt là nằm ở bên trong, ở CPU và về bus RAM của máy có thể nhận được. Và tổng kết lại thì với chênh lệch khoảng 2 triệu đồng thì mình không biết phiên bản nào sẽ hợp lý hơn với nhu cầu túi tiền của mình. Nhưng sau bài so sánh này thì mình nhận ra một điều, nếu mình là một người chơi game thì mình nghĩ là với hiệu năng chơi game của CPU Ryzen hiện tại thì mình nghĩ đây là một trong những chiếc máy có hiệu năng rất tốt và tiết kiệm được 2 triệu đồng so với phiên bản Intel. Nhưng với những anh em làm đồ họa, với những anh em mà cần xung nhịp đơn nhân cao của CPU Intel thì với những lợi thế về làm đồ họa Adobe Premiere Pro hay là phần mềm, những phần mềm dựng hình như là 3D Max, Maya, SolidWorks hay những phần mềm đồ họa tương tự thì mình nghĩ là CPU Intel vẫn sẵn sàng bỏ để số tiền 2 triệu các bạn bỏ ra là xứng đáng. Hẹn lại anh em trong những video tiếp theo và hy vọng là qua video này các bạn sẽ có một sự trả lời hợp lý và thích đáng nhất nên là lựa chọn AMD hay là Intel nhé. Và nếu anh em muốn tham khảo một máy này hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video. Và đừng quên
like, subscribe cho channel của Lato AZ. Và bây giờ thì xin chào anh em, tạm biệt.